Sẽ còn dây đoạn sai sai thế phải. Bạn cần kinh nhanh. Ôi. Win rồi. Tèng tèng tèng. Tèng tèng tèng. Mình đang cảm nhận hương vị đấy các bạn. Dây là 6 sao và 3 sao đều có khả năng giống nhau à. À, hiện tại mình cũng chưa rõ lắm nhá. Em gần thi xong rồi. Bạn Trân Phước, em gần thi xong rồi, ok. Tập 1 cái gì lên nhá. Ván này là lại tổ 1 rồi. Top 1, top 1. Đây là con bài, đây là con bài rất ngon này, con bài chiến trận này. Cực kỳ ngon. Chào bạn Thanh Cúc nhá. Cho bạn Lê Quang Thanh. Không lại con bài khổng lồ hóa, không tại con bài mà kiểu như vậy làm sao chơi đây. Bạn hy vọng là quyết được trận đầu tiên. Mình hy vọng mình sẽ quyết được một trận. Xin chào tất cả các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem stream. Đây là chế độ PvP trong game Yu-Gi-Oh nha các bạn, dành cho những bạn chưa biết. Anh lại bài bỏ bài quan trọng hết. Ôi nó chơi con bài từ sáng lên hôm ngay lập tức này, ngay lập tức kia, tức là hiện chơi. Anh lại bài quan trọng. Vì lúc này mình đã bảo rồi là mình không rõ con bài đó là mạnh nhất của Yuki nhá. Anh tỉ xong cho lưu đi. Ôi. Ôi bốc đam kia. Này thì bốc đam rồi win rồi. Tình hình này win rồi. Một lạc nữa mình sẽ giao lưu xong nhá. Địt. Nhìn là việc ban là gì có thể tổng 1. Tổng 1 rồi các bạn ơi. Ok, quên một cân rồi. Mình nghĩ chỉ có phải là mà thua thôi. Bạn Thái Quốc nể cho bạn chơi sơ China thì bạn mới chơi. Bạn đang chơi nhân vật Yoruchi nhá. Mình nghĩ như vậy. Bạn đang chơi nhân vật Yoruchi. Bạn... What the hell. Bỏ con này là kiếm cánh bướm. Con này bây giờ bỏ con nào các bạn nhỉ. Bỏ một lá này đi. Ôi bỏ lá nào cũng thấy không tiếc. Bỏ thì thương. Ôi không có ông da. Bạn em không có ông da nhá. Cần phải kiếm ông da ngay. Như vậy không có ông da. Bỏ con này. Mình sẽ chơi chế độ trức. Quên rất là trức. Bỏ con này kiểu gì nguy hiểm quá.
sẵn sàng lên hôn đâu đi. Đây rồi, để con sẵn sàng lên hôn đi. Rồi, một đáp rất là tích về ba pha sông và ba cường chế thảo trang bị. Này, quả ba lại. Mình thích thì mình chơi như vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn nha, mình đã bỏ con ba kỳ chiều anh ra. Em thích intro chạy ngay đi, triệu hồi 500k. À, thật sự là có người thì khen, mà có người thì chê, mình cũng không rõ. Ôi, con này làm sao mà dễ đấy các bạn. Con này như kháng quái thế phải. Cảm ơn bạn Bùi Nhật Trương nhá. Ôi sao nó không kích hoạt nhỉ? What the hell? What the hell? Chào bạn Phạm Giang nhá. Chào bạn Phát Kích. Đánh ba lần nó chết. Ok. Cảm ơn các bạn nhá, cảm ơn bạn Trọng Vũ, cảm ơn bạn Lê Con Thanh, cảm ơn bạn Bán Gót nhá. Ôi, gian nan thật. Con này mạnh thật. Về cho nhanh. Chia tay sớm bởi đau khổ. Thật ra cái đó không phải intro nhá. Mình chỉ gọi intro như vậy thôi. Chứ đó là một video mà mình gọi là ăn theo cái tiêu đề chạy ngay đi. Ôi. What the hell? Nào quay trở lại kia. Rồi đặt đi. Con làm cái gì vậy? Bà Samurai thông cảm nhá, mình không nhớ lâu đâu. Nghiên đồ như vậy thì quên đi 2 trận rồi. Ok, cảm ơn các bạn nhá. Không kết hoạt phải xuống vì nó triệu hồi đặc biệt. Đây còn có ba phóng đế, mình sử dụng phóng đế rất mạnh. Cần cộng slot cho phóng đế. Cũng chơi con này, phóng đế đi. Một con thôi. Súng dây không các bạn nhỉ? Con này không cần. Súng dây đi. Cái này cũng cần. Nhưng chơi phải thế. Thế mới nữa. Mình sẽ chơi bộn. Từ. Bộn cường chế và bộn pha sống nha. Rất là tích. Các bạn Phạm Tuấn nha. Lại có bức từ 3 hiệp. Mình sợ là mình lấy rồi mình không biết sử dụng. Các bạn là tìm mình. Biết đâu bất ngờ. Em vừa lại bỏ game xong.
Địt, nó cũng pha sống kia. Khoan khoan khoan, bình tĩnh. Có ai được? Ôi là... What the hell? Anh thắc mắc à, trường bệnh bụng lọc anh làm ăn đồng không? Cái đó mình làm bạn nha, mình làm bạn nhá. Đối phương hết 3 đó kia. Em thấy không có kiếm xì dẹp rông đúng nhá. Cần gì phải có kiếm xì dẹp rông? Xin chào tất cả các bạn nhá. Đây là chế độ PUBG trong game Duke Nukem 5. Ấy, như vậy là win 3 trận rồi. Bạn nói gì đi? Bọn không, lúc này bạn đã bọn không muốn sao đây, muốn sao này lại quyền nhập ma. Ở đây có, ui khủng lồ quá. Tuyệt vời. Bảo ở một con này lại khủng lồ quá. Con này để lại, con này. Hai cái hô sinh. Mấy người nó bò một cái lại cường chạy thảo trang bị. Bắt cóc này. Để một slot cho bắt cóc. Con đi. Tiếp tục hành trình. Ui như vậy là chỉ có 2, 4, 5 người mà thôi. Như vậy tập 6 rồi. Đối phương ra bài trước nghĩ nhé. Nếu như bài này mà mình chơi trước thì mình dễ win hơn. Tiếp thật. Ui, cái gì mà nó... Cái gì mà nó bạc ra một con... Một cái chuyện nó tức nha. Bây giờ mình đang có lợi thế rồi, với phản xung, cường chạy thả trong bị và 27, hâm trống này thì mình đang rất là... What the hell. Các bạn nghỉ không lô nhá. Đây rồi. Có bài. Lần sau mình sẽ triệu hồi phong đế để kết thúc đối phương. Lần sau nhá. Em nhảy cái chuyện lỗi cho rồng thân Obelix. Không sao được. Ôi em bày kia. Cắn thật. Là khỏi bay của mình rồi. Rất là căng. Mặc dù mình đang nắm rất nhiều lợi thế. Không sao là có phóng đĩa rồi. Phóng đĩa là sẵn sàng để kết thúc. Có nên tiêu phóng đĩa không cả bạn nhỉ? Bình tĩnh, chúng ta cần phải bình tĩnh. Ôi. Liệu có con 27 cũng nhỉ? 1-7 rồi. Yeah, win rồi. Win 1 trận. Còn không tệ các bạn. Một chiến thuật rất là tích. Mình nghĩ là rất ít bàn chơi ra kiểu chiến thuật này.
bỏ bớt phản xung, bỏ cái này đi, lấy cái này, lấy thêm một con bài. Vì là bài của mình không cho được vương triệu hồi nên mình nghĩ là bỏ con bài bắt cóc này đi, lấy 27. Ui mày, là chỉ còn 4 người để top 4 rồi. Mình nghĩ là top 4 là gọi thành công rồi. Thực sự là với mình là top 10 là thành công rồi. Mày không phải như các bạn là kiểu là kiểu top 1 đâu. Với mình top 10 là thành công rồi. Mình không phải là người gọi là sao nhỉ, người gọi là có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng. Mình là có một sự gọi là ôi, hình như là đối phương bị hủy một trận thì phải, hay, đang, hay sao ấy. Ôi như vậy là top 3, vô tình vào top 3. Có khi nào được vào top 2 không nhỉ? À, vì bài của mình là kiểu là không cho đối phương phá quả nhá. Ôi như vậy là chuyện rồi. Kiểu mình là người được an phần nhá, nên với mình là top 10 thành công mà có đi tiếp thì rất mừng, mà thua thì cũng không sao. Nhưng chơi là phải thế. Ôi cái thật, nó ném hai con bài mạnh nhất của mình. Cái ôi, các bạn nghĩ là vô địch không? Sẽ có gì đó sai thế phải. Đánh cực kỳ nhanh. Ôi, như vậy tôi sao? Đối phương không thể nào triệu hồi được. Win rồi. Teng teng tereng. Teng teng tereng. Mình đang cảm nhận hương vị đấy các bạn.